nhu cầu thuê xe tự lái ngày càng cao. Vì vậy, trong những năm gần đây, dịch vụ này phát triển rất mạnh, thủ tục thuê xe cũng vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Tuy vậy, bạn cần phải thật thận trọng trong quá trình kiểm tra mọi chi tiết, đảm bảo giấy tờ hợp đồng phải hợp lệ. Và hơn hết là làm thế nào để thuê được một chiếc xe theo ý muốn mà lại không bị hớ hay mất tiền oan khi bạn chưa có kinh nghiệm về loại dịch vụ này. Hãy cùng Libro điểm qua 10 lưu ý cần nhớ khi thuê xe ô tô tự lái ngay sau đây. Đầu tiên, mục đích thuê xe làm gì? Việc xác định mục đích thuê xe thường rất ít người chú ý đến. Tuy nhiên, nếu bạn xác định trước về nhu cầu từ đó, sẽ xác định được tiêu chí lựa chọn xe như thời hạn thuê xe, màu xe, mức giá, loại xe. Điều này còn giúp bạn chủ động hơn trong việc so sánh, đánh giá nơi cung cấp dịch vụ để có thể quyết định chính xác cuối cùng. Thứ hai, chọn gói dịch vụ. Thông thường, bên cung cấp dịch vụ sẽ đưa ra hai gói để bạn lựa chọn, chính là thuê xe theo số km và thuê theo ngày. Đối với nhu cầu thuê xe ô tô tự lái để đi du lịch có tính theo km, nếu bạn đến một vùng đất mới sẽ mắc phải một số vấn đề về đường đi như lạc đường, sẽ rất dễ rơi vào tình trạng số km vượt quá mức tính theo hợp đồng. Ngược lại, với gói dịch vụ theo ngày, bạn hoàn toàn không những không lo lắng về điều đó mà còn đi đâu tùy thích, miễn là giao xe đúng thời hạn là được. Thứ ba, kiểm tra xe cẩn thận trước khi thuê. Việc đầu tiên cần làm trong khâu kiểm tra xe trước khi thuê là quan sát ngoại thất xe trước. Một mẹo nhỏ là bạn hãy yêu cầu bên cung cấp dịch vụ rửa xe. Bạn đừng quá tiếc tiền cho việc này. Lúc này, bạn sẽ bao quát được nguyên trạng ngoại thất một cách tương đối chính xác về tình trạng xe nhất. Có thể, tại một số cơ sở cho thuê xe tự lái có đi kèm rửa xe. Hãy chịu khó soi thật kỹ các vết móc, vết xước trên vỏ xe, phanh bánh, đèn hậu, gương kính, đèn pha, kiểm tra lốp sơ cua và một vài phụ kiện đi kèm nếu có. Bất cứ dấu hiệu nào liên quan, bạn hãy chỉ rõ với chủ xe rồi ghi lại các chi tiết đó vào thỏa thuận. Đó là cách an toàn giúp bạn không bị mất tiền oan sau khi trả xe vì cơ sở cung cấp dịch vụ cho xe sẽ rà soát lại và bắt lỗi bạn. Ngoài ra, nếu xe đã xảy ra va chạm thì cách tốt nhất để nhận biết chính là bộ phận cản xe và một số vị trí cần lưu ý khi thuê xe ô tô tự lái. Đó là nắp cốp xe, lưới tản nhiệt xem có bị bung ra hay không, kiểm tra sơn xe xem có đồng nhất hay không. Và đó là kiểm tra về ngoại thất. Còn về nội thất, bạn chỉ cần chú ý một vài chi tiết sau để đảm bảo người ngồi trên xe có cảm giác thoải mái nhất, đặc biệt là đối với những chuyến đi dài bao gồm hệ thống điều hòa, hệ thống giải trí, xe điện, cần gạt, ốp trần, lót sàn. Thứ tư, ràng buộc vấn đề hư hỏng giữa đường khi thuê xe ô tô tự lái. Đây có lẽ là điều mà không ít người lo lắng, vì nếu chẳng may dính phải rắc rối này, không những gián đoạn chuyến đi mà còn chịu các khoản phí sửa chữa chẳng hạn. Xuất phát của hư hỏng này chủ yếu đến từ máy móc và đây là một việc rất phức tạp, đòi hỏi bạn phải là người thường xuyên tiếp xúc với xe cộ hay người trong nghề. Tuy nhiên, hiện nay chính vì nhu cầu dịch vụ xe ô tô tự lái ngày càng phổ biến nên khách hàng được sử dụng có thêm nhiều quyền lợi hơn. Cụ thể, người thuê xe ô tô có thể thêm vào hợp đồng thuê xe về điều khoản việc bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho những khoản phí phát sinh do xe ô tô bị hỏng giữa đường trong quá trình thuê. Ngoài ra, để giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không đáng có khi trả xe, bạn nên thực hiện những việc sau đây. Thứ nhất, kiểm tra và ghi lại chính xác số lượng linh kiện và phụ tùng ô tô dự phòng mà cơ sở cho thuê xe tự lái chuẩn bị cho bạn. Thứ hai, kiểm tra số km hiện tại. Thứ ba, kiểm tra tình trạng xăng. Bản ghi chép nên có sự chứng nhận của cả hai bên để đảm bảo tính hợp pháp. Thứ năm, lái thử để kiểm tra hoạt động của xe. Trước khi quyết định thuê xe, tốt nhất bạn nên tự mình lái xe 1 đến 2 vòng để cảm nhận độ mượt của vô lăng, độ bền của động cơ cũng như chắc chắn rằng các bộ phận quan trọng như còi, đèn, hệ thống phanh vẫn hoạt động tốt. Việc lái thử không những giúp bạn lựa chọn được một chiếc xe tốt khi thuê mà còn đảm bảo an toàn cho cả chuyến đi của mình. Thứ sáu, mang giấy tờ cần thiết khi thuê xe. Tiếp theo, sau khi lựa chọn và kiểm tra xe là bạn cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục bao gồm chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, phương tiện thế chấp, tiền mặt hoặc xe máy. Thứ bảy, kiểm tra giấy tờ xe và đọc kỹ hợp đồng thuê xe tự lái. Một trong những lưu ý quan trọng khi thuê xe ô tô tự lái bạn cần nhớ, đó chính là kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của giấy tờ xe. Bởi vì đây là vật hộ mệnh của bạn khi lưu thông chẳng may bị cảnh sát giao thông thổi còi dừng lại để kiểm tra. Những thông tin cần lưu ý bao gồm thời hạn lưu hành, hạn đăng kiểm, có nợ phạt hay không. Điều này giúp bạn yên tâm hơn cho chuyến đi cũng như không phải mất tiền oan. Về phần hợp đồng cho thuê xe tự lái, cả người thuê và công ty cho thuê trước khi đặt bút ký phải chắc chắn rằng đã đọc kỹ hợp đồng. Những thông tin cần lưu ý bao gồm màu xe, loại xe, chất lượng xe, đời xe, biển số và thêm một số ràng buộc cho bên công ty cung cấp dịch vụ phải giao xe đúng hẹn. Nếu không, bên dịch vụ thuê xe sẽ bỏ qua vấn đề này và giao xe cũ cho bạn. Bạn phải chịu thiệt thòi cùng với không đảm bảo sự an toàn. Những điều khoản trong hợp đồng cần được làm rõ: đặt cọc tài sản hay tiền mặt, giá thuê xe ô tô tự lái tính theo km hay theo ngày, giao nhận bằng chụp lại ảnh, biên bản và tính theo vạch xăng thực tế. Thứ 8, chụp hình hiện trạng xe trước khi thuê.
Đây chính là kinh nghiệm đáng để lưu tâm dành cho những ai đang có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái. Việc kiểm tra kỹ lưỡng chắc chắn phải có, nhưng để cẩn thận hơn, bạn hãy chụp lại mọi giấy tờ và hợp đồng thuê xe cũng như hiện trạng chiếc xe, vì đây sẽ là bằng chứng giúp bạn tránh khỏi kiện tụng không đáng có sau khi trả xe. Thứ 9, tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm. Tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm khi nào là lúc bạn bất ngờ xảy ra va chạm trên đường đi và phải đền bù, thì bạn nên nhờ người có kinh nghiệm tư vấn giúp. Như vậy sẽ giúp bạn không gặp phải tình trạng đôi co hay đòi hỏi quá đáng, mà thay vào đó sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng hơn. Và cuối cùng là khi trả xe. Bên công ty cho thuê xe sẽ kiểm tra tương đối kỹ càng trước khi nhận lại tài sản. Nghe có vẻ như hơi gắt gao, nhưng đây là sự thật và nói trái ngược với lúc nhận xe hơi tự lái. Nếu không có vấn đề gì thì quá tốt rồi, tuy nhiên nếu chẳng may có vấn đề thì khi trả xe sẽ có hai trường hợp như sau. Trường hợp 1, hỏng hóc nhẹ. Nếu công ty cho thuê xe phát hiện thì đối chiếu với ảnh chụp lúc đầu, xét theo tình trạng xe rồi tính phí, thường giá sẽ nằm ở khoảng 200 đến 700 nghìn đồng. Trường hợp 2, hư hỏng nặng. Bạn hãy tham khảo giá ở một đại lý uy tín hoặc nhờ người am hiểu về xe trợ giúp. Và trên đây là các kinh nghiệm thuê xe tự lái mà Dbro muốn tổng hợp lại để gửi tới bạn. Hy vọng video này sẽ có ích với bạn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dbro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.